Xin chào tất cả các bạn nữa nha. Mình mới dọn vệ sinh chim xem các bạn. Cái xả nước vô trong cái hũ nước này vô tình nó làm ướt cái con chim mất. Nó mất cái thẩm mỹ một xíu đi mất. Nhưng mà cái này, vấn đề này không sao hết. Chim mình nuôi lên thì nó khô lông lá lại, nó lại trở lại bình thường thôi. Nó dọn sạch sẽ xong. Ăn nó ỉa lung tung hết. Con này là con đồng. Con đồng nha các bạn. Con này thì mình bắt ở An Khê, Gia Lai. Thì cho đến thời điểm bây giờ thì con này đã nuôi được 6 tháng lòng rồi các bạn. Thì vừa rồi cũng là mình có dọn cái bộ lông con này, cái lông đuôi thôi, chưa có dọn lông cánh. Là mình nhổ lông đuôi thì hiện tại nó đang nứt ra các bạn. Tầm nửa tháng nữa là lông đuôi nó sẽ đủ hết thôi. Cái con này thì không hiểu tại sao nó cũng hơi nhát nha các bạn. Nó cũng còn nhát. Nuôi cũng lâu mà nó vẫn còn nhát. Nhưng mà con này nó rất là hay. Rất là hay nha các bạn. Nó khống, nó kèm, nó làm dữ ghê lắm. Con này là hồi mình bách lập á. Hồi hai anh em đi một chuyến đi gần một tuần được mấy con á. Nhưng mà con này thì hiện tại nó đang thay lông nữa các bạn. Vừa chuẩn bị vô tới cái mùa thay lông rồi đó. Cái lông đuôi mình dọn hết, lông đuôi đang nứt ra nè. Đó. Đây nè, ở cái lông trắng trắng lú lú đó là dưới cái lông kia là đang nứt ra đấy. Tầm nửa tháng nữa là đủ hết rồi. Đây đang trúng cái mùa chim nó thay lông nữa, nhìn con chim thảm ghê quá. Hồi nãy đổ đống đống lông rồi, nhưng mà mình dọn mình xả nước hết rồi đó. Cái con này thì nếu mà nói về ngoại hình nó thì tại bây giờ thời điểm bây giờ nó đang thay lông nha. Nên là bây giờ nhìn cái con chim nó hơi tê tua một xíu. Chứ còn nếu mà nó xong xuôi hết rồi thì nó rất là đẹp. Các bạn nhìn bộ cườm nó nè. Cườm này nó là cườm hạt to. Nó cũng khác với chim ở vùng mình. Chim chỗ mình là cườm, nó là cườm tắm, cườm nhỏ. Con này nó cườm nó hạt to nhưng mà nó vẫn cườm đá, nhưng mà đá hạt to các bạn. Đấy. Mà nó chơi rất là ác chiến nha. Đây nó đây, xuống. Nãy do xả nước nó hơi ướt một tí các bạn. Bữa cườm nó cườm thòng. Con này phải chịu khó về cho ăn khón với lại mì đen. Thì sẽ rơi vào tầm một tháng trở lại thì lông nó sẽ mướt hết lại, nó mọc đầy đủ hết. Tất cả cái bộ phận con chim, chỗ nào mà không có lông á thì nó sẽ mọc lại. Nó sẽ mọc lại hết nha các bạn. Nên các bạn thấy chim mà đang thay lông, các bạn thấy nó dễ chứ, nó mọc lại hết. Nó thay xong là nó mọc lại rất là đẹp chim nha. Thì vấn đề đó không có sao hết, chủ yếu là cái con chim thôi. Cái quan trọng là tập trung vào con chim á, chứ đừng có nghĩ đến cái bộ lông của con chim. Thì con này mình cũng sẽ để cái giá nó vài trăm để cho bạn về chăm tiếp. Tại vì thời điểm bây giờ là chim nó đang thay lông nên là nó hơi tê tua một xíu. Chứ mà con này tố chất rất là tốt, gù rất là tốt, mà nước cũng nước ngoài cũng đầy đủ luôn các bạn. Con này thì mình cũng đi cả trăm cây số lên trên đó mới bắt được đấy. Chuyến đi của mình nó rơi vào một tuần, bắt được mấy con nữa chứ không phải con này không. Nhưng mà những con kia thì đã chia rồi. Con này thì tới bây giờ này nay mới lên. Nay lên lần đầu tiên luôn. Rồi. Thì bạn nào có ưng thì liên hệ trực tiếp cho mình. Nhớ gọi điện qua nha. Hoặc là qua Zalo. Bây giờ mình dọn phân cái đống đây nữa này. Nó ăn nó ỉa trong đây nè. Đó. Này ngũ cốc không à. Này lạ dữ biết, nó ăn khôn quá. Này ngũ cốc không, còn lúa còn nguyên luôn. Không có ngũ cốc là bắt buộc nó ăn lúa. Nhưng mà hiện tại chim nó đang thay lông thành nó đang thiếu chất lắm. Nên nó ăn ngũ cốc là cũng đúng đó các bạn. Nên con chim này nó cũng tự ăn cái này ngán, nó ăn qua cái nọ. Nên là phải lúc nào phải có lúa với lại ngũ cốc hoặc là cỏ thái ở trong cái hũ nha.
Rồi, thôi mình cũng xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua nha các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn nha.